Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất muốn mời quý vị sẽ cùng nhìn lại những sự kiện nóng đáng chú ý trong tuần vừa qua dưới góc nhìn của Chuyển động 24 giờ. Và xin được mời biên tập viên Thư Hiền. Xin cảm ơn anh Sơn Lâm. Và bây giờ sẽ là thời gian để dành cho phần điểm tuần. Thưa quý vị, sau màn ra mắt chiếc xe bán tải Tesla Cybertruck bị coi là thảm họa, thì tài sản của người được coi là Iron Man đời thực Elon Musk đã bốc hơi tới 768 triệu đô la Mỹ. Nếu có trách thì ngài tỷ phú này chắc chỉ biết trách mình đã chót quảng cáo quá đà, đến nỗi giữa tưởng tượng của người nghe và thực tế chứng kiến lại khác nhau quá xa. Welcome to the Cybertruck unveil. Khi bạn nghĩ xe được trang bị lớp vỏ thép không gì siêu cứng, gần như không thể xuyên thủng, thì thực tế là nó đã giảm độ lõm, chảy xước khi va đập. Và khi bạn nghĩ kính xe có khả năng chống đạn, hấp thụ và đổi hướng lực tác động từ bên ngoài, thì thực tế là nó lại dễ dàng bị nứt vỡ chỉ bằng một viên bi sắt. Rất nhanh chóng, sự cố trên được nhiều người cho là màn PR trá hình đầy tốn kém của Elon Musk. Còn vị tỷ phú này thì cũng vội đưa ra lời bào chữa đầy hài hước. Thưa quý vị, kính xe vẫn chưa bị xuyên thủng, vậy là vẫn còn điểm cộng. Nhưng mà xin được gạt ngài Elon Musk sang một bên để chuyển sang một nội dung khác. Quý vị có thấy là lời khuyến cáo trên bảng điện tử giao thông này không ạ? Nó là thực tế những gì mà các tài xế đã từng chứng kiến trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, khiến các tài xế không biết là nên đi hay dừng lại. Thế nhưng thực ra thì trong suy nghĩ của những người soạn ra tấm biển này thì thông điệp mà họ muốn truyền tải lại là thế này cơ ạ. Đó là hai câu khẩu hiệu quen thuộc: trời mưa đường trơn trượt và đã uống rượu bia thì không lái xe. Chẳng qua là do lỗi đánh máy, một cái lỗi muôn thuở, dâu ông nọ, chăn tằm bà kia, từ hai lời khuyến cáo rất dễ hiểu đã được ghép lại thành một câu không rõ ràng: trời mưa thì không lái xe. Trên mạng xã hội những năm gần đây thì đã nở rộ trào lưu chế ảnh. Một vấn đề có thể bạn nghĩ thế này, nhưng mà thực tế thì lại khác xa đến hàng km. Vậy thì chúng ta thử đến với một khảo sát nhỏ mà chúng tôi đã đăng tải trên fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24. Đó là với những hình ảnh nổi bật trong tuần mà tôi sắp liệt kê dưới đây, thì điều đầu tiên mà quý vị sẽ liên tưởng đến là gì? Công tơ điện dùng để đo lượng điện tiêu thụ chứ để làm gì? Trung tâm hỗ trợ xã hội là nơi tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi cho một số thành phần yếu thế trong xã hội. Dễ thế còn gì? Tài xế cẩn thận thật, cốp xe còn độ thêm cả chốt. Nhìn tấm biển này thì có vẻ ở đây đào tạo học viên làm cán bộ nhân viên hàng không? Cảm ơn các khán giả đã cho chúng tôi biết suy nghĩ của mọi người. Đó là những gì quý vị nghĩ. Còn thực tế thì như thế nào? Xin mời theo dõi đáp án sau đây. Nhìn không khác gì công tơ điện mới bán trên thị trường. Nhưng thực chất đây là những công tơ điện đã bị thải loại. Nhưng sau quá trình phu phép tân trang mông má của các đối tượng, cùng những giấy tờ kiểm định làm bằng chứng, chúng lại điềm nhiên quay trở lại thị trường với một vỏ bọc hoàn toàn mới. Còn chất lượng thì... Các chính xác nó chỉ là cộng trừ 2 thôi. Thì là tất cả nó về con số cộng trừ 2. Nhưng bây giờ là nó bị sai số là bao nhiêu đấy? Thế này nó là 3,6. Lớn hơn. Nó gần gấp đôi. Sau khi giải thích về việc cần làm gì để điều chỉnh sai số, nhân viên trạm kỹ thuật đo lường chất lượng Lào Cai đồng ý kiểm định số công tơ tân trang với giá 35.000 đồng một chiếc, cao gần gấp đôi so với giá niêm yết. 6 tiếng sau, 48 tờ giấy kiểm định cho lô công tơ tân trang đã hoàn tất, không chiếc nào phải trả lại. Những tưởng Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành mái nhà thứ hai cho những người yếu thế trong xã hội, thế nhưng con sâu làm rầu nồi canh. Sự việc 6 bé gái bị dâm ô nhiều lần tại trung tâm này đã gây rúng động dư luận cùng câu hỏi: tại sao những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra ở những trung tâm bảo trợ trẻ em, nơi mà đáng ra là nơi an toàn nhất để bảo vệ những em bé có hoàn cảnh đặc biệt. Một chiếc xe chở học sinh đi học đồng nghĩa chở tính mạng của rất nhiều người. Thế nhưng nhiều bộ phận của xe đã cũ hỏng. Sáng 26 tháng 11, trong lúc cua xe, tài xế không làm chủ được tốc độ nên cánh cửa sau của xe bung ra, ba em học sinh rơi xuống đường. Rất may không có tai nạn đáng tiếc. Trao đổi với phóng viên Chuyển động 24 giờ, khi được hỏi lúc sự việc xảy ra, tài xế đã nhớ đóng chốt xe hay chưa, vị tài xế này cho biết. Em thì em cũng không nhớ chắc chắn là mình đã chốt then ngoài chưa, nhưng mà cốp thì là em đã đóng chặt rồi. Nhìn tấm biển này, do tin tưởng và thiếu hiểu biết, nhiều phụ huynh và con em đã chủ quan không kịp kiểm tra kỹ, để rồi mất hàng chục,
thậm chí hàng trăm triệu đồng để theo học những khóa học mà học xong thì chắc chắn chả xin được việc làm ở đâu trong ngành hàng không cả. Bọn chị cũng liên kết với Vietnam Airlines rồi. Tức là mình liên kết đào tạo các hãng không ạ? Trước lời khẳng định của lãnh đạo doanh nghiệp, phóng viên đã liên hệ với đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam và nhận được phản hồi Vietnam Airlines không có mối liên hệ với đơn vị này. Một nhân vật cũng được xem là có sự khác biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và thực tế của nhiều người, đó chính là anh Phúc XO. Anh này cùng đồng phạm mới đây thì đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố vì tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Cái hồi đá bóng mà anh này nổi đình nổi đám trên mạng xã hội thì trong tưởng tượng của mọi người, anh là người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. Còn thực tế thì sao ạ? Vâng, anh đã đạt kỷ lục trong nháy là người đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam. Còn bây giờ thì tôi mời quý vị cùng đến với một hình ảnh kèm lời minh họa khá là quen thuộc với nhiều người chúng ta. Tôi là ai và đây là đâu? Với cộng đồng mạng thì hình ảnh này thường là được chúng ta sử dụng khi mà ngạc nhiên với một điều gì đó và cảm thấy lạc lõng xa cách trong một tình huống nào đó. Còn với nhân vật mà chúng tôi sắp giới thiệu dưới đây cho quý vị thì anh ta lại ý thức rất rõ mình là ai và là ai ở trong trường hợp nào. Xin mời quý vị gặp gỡ với một người đàn ông tên Dũng. Công việc của anh ấy là gì? Đoạn phỏng vấn sau liệu có giúp quý vị dễ phỏng đoán? Mời hội chẩn đến và anh phải mô tả bệnh án như thế nào, rồi các thức ra làm sao thì người ta mới kết luận là F06.6, em hiểu chưa? Ông này là đi chiến trường B này, chiến trường C này, qua vùng chất độc màu da cam này, rồi là bị sức em bom đạn của Mỹ này, trí nhớ giảm này, đấy, khả năng lao động giảm này, đấy, em hiểu chưa? Đấy là anh làm nào là việc của anh. Có nghĩa nhưng mà làm cái đấy thì thủ tục nó phức tạp không đâu? Thủ tục cái gì? Của cái tâm tư vấn điện á? Hay là vẫn như thế? Nói chung thì không phức tạp lắm. Tại vì muốn chẩn đoán hay không do trưởng khoa và anh. Chi phí có thể nó nhẹ hơn một chút. Đấy. Tại vì cái này là hội chẩn khoa. Cái kia phải là mời giám đốc với cả phòng cái kế hoạch tổng hợp xuống. Anh ấy thì cũng hoàn toàn là bình thường, cũng không bị tâm thần đâu. Cổ quá, người ta bảo không có, làm có. Anh hiểu chưa? Đấy là việc của anh. Anh sẽ làm được. Anh chẩn đoán tâm tư vấn điện. Đấy, về em sẽ được chủ chế độ. Đấy, thôi. Qua những đoạn đối thoại vừa rồi thì quý vị đã đoán được nghề nghiệp của nhân vật này là gì chưa ạ? Qua những gì anh ấy nói và tự mô tả về bản thân thì anh ấy tự nhận mình là bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Và khả năng của anh ấy là gì ạ? Là có thể giúp rất nhiều người từ không bệnh tật trở thành mắc bệnh tâm thần. Nhẹ thì tâm thần phân liệt, nặng thì tâm thần do ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Đến đây thì quý vị có thấy lạ đời không ạ? Thường thì bác sĩ sẽ giúp bệnh nhân chữa khỏi bệnh, chứ bác sĩ nào lại biến bệnh nhân từ bình thường trở thành tâm thần? Rất đơn giản, bởi thực tế thì có thể nhân vật này là đối tượng giúp chạy hồ sơ bệnh án tâm thần. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ phía Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để kiểm tra về sự việc này. Còn trong một diễn biến khác thì tại tỉnh Thái Bình, thời gian qua thì qua quá trình rà soát hồ sơ đối với những trường hợp hưởng trợ cấp chất độc hóa học bằng bệnh án tâm thần, thì phía Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã loại bỏ hàng loạt hồ sơ xin hưởng trợ cấp chất độc hóa học vì thực tế họ không hề mắc bệnh tâm thần. Vâng, bệnh tâm thần không mắc nhưng có lẽ là mắc bệnh tham. Vì tham nên bất chấp bị gọi là tâm thần để được hưởng tiền chế độ trợ cấp. Và thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì năm nay táo quân sẽ không còn nữa. Thiếu vắng món ăn tinh thần quen thuộc trước giờ đón giao thừa hẳn là nỗi buồn của không ít người. Và trước đó là một loạt những chương trình hài hước khác của VFC đã dừng lại như là Gặp Nhau Cuối Tuần hay là Gala Cười. Thế nhưng, di sản mà những chương trình này để lại cho người xem là rất lớn, đặc biệt là những câu nói hài hước thâm thúy. Ví dụ như là câu nói sau, rất hợp với chủ đề mà điểm tuần này đặt ra. Đó là, ở đời phải biết mình là ai? Chứ cứ diễn hoài những vai phi thực tế thì đến một lúc nào đó cuộc đời sẽ tìm đến chính bạn để xin lại cát-xê với mức giá đắng chát.